Hello guys, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với series Grammar Files. Ở bài học ngày hôm nay chúng ta cùng nhau quay trở lại với unit number 6, Future number 2. Tức là gì? Ở bài học ngày hôm trước đó là unit number 5, là chúng ta đã cùng nhau đi qua cái phần nội dung về thì tương lai, và đó là Future 1 với những cái nội dung liên quan đến plans, kế hoạch này, intentions là dự định, và predictions là cái sự phỏng đoán. Khi mà mình sử dụng ba cái loại cấu trúc, thứ nhất là hiện tại tiếp diễn, thứ hai là be going to, và thứ ba là will cộng với verb, thì chúng ta diễn tả những cái kế hoạch, những cái phỏng đoán hoặc những cái dự định chắc chắn hoặc không chắc chắn trong tương lai. Vậy thì hôm nay mình sẽ cùng nhau khám phá cái unit number 6, Future 2, vẫn là cái thì tương lai đúng không nào? Nhưng mà nó có những cấu trúc sử dụng khác. Thứ nhất đó là present simple, là hiện tại đơn. Thứ hai là be about to, thì nó cũng giống như kiểu là be going to, tức là sắp sửa hoặc là dự định sẽ làm gì. Hoặc future continuous, tức là tương lai tiếp diễn. Hoặc future perfect là tương lai hoàn thành, đúng không nào? Hôm trước thì mình đã học về tương lai đơn rồi. Tương lai đơn là gì nhỉ? Là will cộng với verb, đúng không? Còn hôm nay mình sẽ học về tương lai tiếp diễn và tương lai hoàn thành. Alright, vậy thì chúng ta vẫn sẽ luôn luôn như thường lệ gặp nhau vào mỗi thứ sáu hàng tuần, và hy vọng rằng thông qua những cái video tutorial, những video hướng dẫn như thế này thì mọi người có thể dễ dàng hơn trong cái quá trình tự học, và hãy điều chỉnh cái tốc độ video để phù hợp với lại năng lực cũng như là cái quỹ thời gian của mình nha. Tất cả những link sách, link audio thì chị đều luôn luôn để ở cái phần description box, thì hy vọng rằng là tất cả mọi người sẽ xuống đó tải sách về, tải audio về, chúng ta nghe, luyện tập và làm đi làm lại bài sao cho hiểu. Và nếu như mọi người có bất cứ câu hỏi gì thì hãy comment xuống dưới cho mình biết. Mình rất là vui để có thể giải đáp cho tất cả mọi người nha. Sounds good. Are you ready? Perfect. So let's get started into our lecture today. Unit number 6, Future 2. Chúng ta học về bốn cái phần nội dung. Present simple, be about to, future continuous and future perfect. Và phần đầu tiên mình sẽ cùng nhau học với nhau đó là context listening part A, là cái phần nghe về cái bối cảnh như nào giúp chúng ta chuẩn bị tinh thần những cái thì mà mình sẽ học, những cấu trúc mà mình sẽ học trong unit number 6. Sounds good. Question number one. Jay is a university lecturer. She gets nervous when she gives talks at conferences. Look at the pictures. Which do you think would help Jenny feel more confident and relaxed? Jenny là ai nhỉ? Là một cái người giảng viên đại học, và cô ấy dễ dàng cảm thấy rất là lo âu, rất là bồn chồn, căng thẳng khi mà cô ấy phải phát biểu ở những cái buổi hội nghị. Và nhìn vào những cái bức tranh sau đây thì cái loại hình thức nào, hoạt động nào sẽ giúp cho Janet có thể là cảm thấy tự tin hơn, more confident and relaxed. Vậy thì chúng ta nhìn thấy thứ nhất, number one, chúng ta có hình đến hình thứ nhất đó là gì? Practice listening and speaking in front of the mirror, đúng không? Luyện tập nghe, luyện tập nói, đứng trước gương, make a speech, now give a talk in front of the mirror, self practice thì có thể giúp cho cô ấy trở nên bớt lo lắng hơn, đúng không? Hay là meditation là thiền, or jogging or walking là đi dạo hoặc đi bộ, đúng không? Sounds good. Vậy thì cái phần này chị đã để cho tất cả mọi người. Chúng ta tự suy nghĩ và chúng ta thử come up with some ideas, try our best to speak up your opinion and form some structure that you can use to think about these activities, how Janet can overcome her anxiety before she makes a speech at any kind of the conference, right? Perfect. So now let's move on to this next question. Vậy thì để chúng ta confirm lại những cái quan điểm, những cái suy nghĩ mà mình vừa mới gặp ở trong cái bài tập số 1 này, thì bây giờ mình sẽ đến với cái bài thứ hai. Listen to Janet's conversation with her colleague, Phil. What advice does Phil give her? Mình sẽ cùng nhau nghe nghe cái đoạn hội thoại giữa Janet và đồng nghiệp của cô ấy là Phil, và mình nghe xem, take note xuống là những cái lời khuyên gì mà Phil đưa cho Janet khi mà cô ấy muốn thuyết trình, cô muốn phát biểu. Và sau đó thì chị sẽ bật băng chúng ta nghe một lần nữa và hoàn thành cái bài tập số 3. Sau đó là chúng ta cùng nhau check phần script và đến với phần giải thích, phân tích của chị nha. Are you ready? Perfect. So now let me give you about 3 seconds to think about question number one and prepare a pencil and a paper, right? So we can take some notes for question number two. Three,
Two, one. Sounds great. Now let's listen and try to answer question number two and question number three. Recording six. Hey Janet, have you finished the report yet? Sarah was asking about it. I'm afraid not. I'm about to go to Rome for a conference and I won't be able to finish the report before I go. Oh, when do you think you'll be ready? The conference only lasts 3 days, so I'm not in Rome for long, just the weekend. Then I'll be working on the report all next week. Can you do it before we have the departmental meeting at the end of the month? Oh, I'll easily have finished it by next Friday. I've got it in my diary. That's great. I'll be seeing Sarah at lunch, so I'll tell her. Thanks. Are you giving a talk at the conference? Yes, the same one I gave last month on plant diversity and environmental changes. By the end of the year, I will have given the same talk at six conferences. Luckily, it's a different audience each time, but I'll soon be getting polite requests to do something different. The funny thing is, I still get nervous every time before I give it. Oh, come on, I don't believe that. No, it's true. I'll be feeling really nervous when I get to Rome. I won't be able to relax until I'm actually giving my talk. Don't you get nervous when you give talks at conferences? Not really, although I always make sure I prepare well. I always practice in front of a mirror. I look a bit of an idiot, but no one can see, so I don't mind. I'm giving a talk in London next month, and by the time I give the talk, I'll have rehearsed it at least 10 times. Practicing like that makes me feel confident. You should try it. That's a good idea. But even practice doesn't seem to help me. Well, good luck. I'll be thinking of you in Rome. When are you leaving? Well, I was going to leave this morning, but they cancelled my flight, so I'm on the evening flight. Actually, I'd better get a move on, as the train to the airport leaves in 20 minutes. Perfect, and that's the end of the audio và toàn bộ những gì chúng ta nghe được trong cái băng này. Vậy thì chúng ta vừa có thể take notes cho cái câu hỏi số 2 và mình có thể trả lời cho cái câu hỏi số 3 đúng nào, nghe và hoàn thành những cái câu văn dưới từ số 1 đến số 5. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau nghe lại một lần nữa. Tuy nhiên thì mình sẽ vừa nghe vừa làm bài tập số 3 và vừa check cái phần script đúng nào, mình vừa đọc vừa dịch vừa hiểu nha. Xin lỗi tất cả mọi người bởi vì quỹ thời gian của chúng ta thì chỉ có hạn thôi. Thế nên là hy vọng rằng là những bạn nào mà chưa nghe rõ thì chúng ta có thể pause video tại đây, nó tua lại một chút đúng không nào? Mình nghe lại một lần nữa hoặc là xuống cái phần description box chúng ta tải băng về, tải audio về và mình nghe. Ngay khi nào mình cảm thấy tự tin thì chúng ta hãy tiếp tục xem video hướng dẫn của mình nha. Perfect. So now let's listen again and let's have a look at the script for the recording number six. Recording six. Hey Janet, have you finished the report yet? Sarah was asking about it. I'm afraid not. I'm about to go to Rome for a conference and I won't be able to finish the report before I go. Oh, when do you think you'll be ready? The conference only lasts 3 days, so I'm not in Rome for long, just the weekend. Then I'll be working on the report all next week. Can you do it before we have the departmental meeting at the end of the month? Oh, I'll easily have finished it by next Friday. I've got it in my diary. That's great. I'll be seeing Sarah at lunch, so I'll tell her. Thanks. Are you giving a talk at the conference? Let's pause here. Em đã gặp rất là nhiều cấu trúc ở các cái thì khác nhau, thực ra không thì khác nhau mà đều là thì tương lai, nhưng mà nó là những cái cấu trúc khác nhau. Đúng nào. Number one, chúng ta có Hey Janet, đúng không? Have you finished the report yet? Bạn đã hoàn thành cái báo cáo chưa? Vậy thì đây chúng ta nhìn thấy là thì gì? Hiện tại hoàn thành, thì thể hiện một cái hành động mà đã có thể hoàn thành trong quá khứ, nhưng mà kết quả nó vẫn còn lưu tới hiện tại và nó xảy ra rất là gần với hiện tại, đúng không? Set of words asking about it. Chúng ta nhìn thấy asking about it là gì nhỉ? Đang hỏi, đã hỏi đúng không? Vậy thì Sarah là cái người mà đã hỏi cái anh Phil này về cái vấn đề là bạn Janet này đã làm xong cái báo cáo chưa? Vậy thì cái hành động mà đã hỏi đó nó sẽ xảy ra hoàn toàn ở trong quá khứ, nhưng mình chia quá khứ tiếp diễn. Đúng nào, để mình tường thuật lại. I'm afraid not, đúng không? Tôi e là chưa. Afraid là e là ngại, đúng không? E ngại, I'm afraid of snake, tức là sợ rắn chẳng hạn, đúng không? E dè, e ngại. I'm about to go to Rome. Vậy thì mình nhìn thấy cấu trúc
chỉ thị tương lai đầu tiên mà mình gặp đó là I'm about to go to Rome là gì nhỉ? Be about to work là thể hiện một cái hành động đúng là sắp sửa xảy ra tới nơi rồi. For conference cho một cái buổi hội nghị. And I won't be able to finish. Và vì thế nên là tôi không có thể nào mà hoàn thành được cái báo cáo trước khi tôi đi. Nó tức là đi cái việc đi Rome nó còn trước cái việc là mình có thể hoàn thành báo cáo, nó rất là gần. Oh, when do you think it will be ready? Bạn nghĩ là khi nào thì nó sẽ sẵn sàng? Vậy thì nó sẽ quay trở lại với cái cấu trúc mà chúng ta học hôm trước. Đó là will cộng với verb thì nó sẽ kết hợp với lại cái từ gì? À, một chút remind, một chút recap cho tất cả các bạn nào mà chúng ta quên cái bài học hôm trước. Về future one, mình dùng cái cấu trúc will cộng với verb thì thường là nó sẽ sử dụng kết hợp với lại những cái trạng từ ví dụ là certainly, properly or absolutely thì nó đứng kẹp giữa will và cộng verb. Hoặc là khi mà mình muốn nói tới một cái opinion, person opinion or person experience thì nó sẽ kết hợp với lại will cộng verb và vẫn là một hành động trong tương lai. Ồ, vậy thì bạn nghĩ khi nào cái báo cáo đấy nó sẽ sẵn sàng đúng không? Nó sẽ ready tức là nó sẽ được hoàn thành á. Nó khi nào nó sẽ được hoàn thành thì rõ ràng nó trong tương lai đúng nào. The conference only lasts 3 days. Thực ra là cái buổi hội thảo nó chỉ kéo dài có 3 ngày thôi. So I'm not in Rome for long, và vì thế nên là tôi sẽ không ở Rome trong một cái thời gian dài đúng nào. Để chúng ta biết rằng I'm not in something tức là gì? Đây là thì hiện tại đơn. Vậy tại sao hiện tại đơn nó lại vẫn có thể sử dụng đúng nào? Đó là present simple vẫn có thể sử dụng cho một cái hoạt động, một cái hành động trong tương lai. Đúng không? Chút nữa chúng ta đến với cái phần grammar chúng ta sẽ gặp nha. Perfect. Then I'll be working. Vậy thì chúng ta gặp tiếp một cái cấu trúc thứ một là I'm about này, thứ hai là will verb này, thứ ba là hiện tại đơn này, thứ tư là tương lai tiếp diễn này. I'll be working on the report all next week. Tức là tôi sẽ làm việc trên cái báo cáo đó, tức là tôi sẽ dành hết thời gian, tất cả mọi thời gian để làm việc hết công suất để hoàn thành cái báo cáo đó trong suốt cả tuần tới, all next week. Can you do it before you have the departmental meeting at the end of the month? Đúng không? Bạn có thể hoàn thành nó trước khi mà chúng ta có cái buổi họp họp gì nhỉ? Department chúng ta biết là một cái bộ phận đúng không? Như kiểu họp giao ban hoặc là họp một cái bộ phận họp team đúng không nào? Vào cuối tháng. Oh, I'll easily have finished it by next Friday. I'll để chúng ta nhìn thấy đây vẫn là tương lai nhưng mà lại là tương lai hoàn thành đúng nào. I'll easily have finished it by next Friday. Vậy thì chúng ta thấy nó nối âm I'll easily đúng không nào? I'll easily have finished it tức là sẽ hoàn thành nó by next Friday. Một lần nữa chúng ta nhìn thấy cái cấu trúc by cộng với một mốc thời gian trong tương lai thì nó sẽ chỉ cái gì? Chỉ rằng chắc chắn cái thì đứng ở đằng trước nó sẽ phải là thì hoàn thành. Nó có thể quá khứ hoàn thành, có thể hiện tại hoàn thành, có thể tương lai hoàn thành, nhưng ở đây thì chắc chắn là tương lai hoàn thành bởi vì là next Friday là gì? Là một cái mốc thời gian trong tương lai đúng không nào? Nếu như mình nói là by last Friday đúng không? Tức là thứ sáu tuần trước, vậy là một cái mốc thời gian trong quá khứ thì chắc chắn là nó sẽ chia ở quá khứ hoàn thành. I have finished it by last Friday. Nhưng ở đây lại là next Friday, nó là một cái mốc thời gian trong tương lai, là cái hành động đó nó được nói, muốn nói là nó đã được và nó sẽ được hoàn thành trước thứ sáu tuần sau đúng không nào? Vậy nó sẽ là I'll have finished it đúng không? So far so good, perfect. Và bài này bạn nói là gì? I've got it in my diary, tức là tôi đã I've got it in my diary, tức là tôi đã có hết tất cả các cái ý tưởng của mình lại trong cái cuốn nhật ký rồi đúng không? Vậy thì bây giờ mình chỉ viết thôi. Nó rất là đơn giản để hoàn thành nó thứ sáu tuần tới thôi. Và cái ông nói là gì? That's great. I'll be seeing Sarah at lunch, so I'll tell her. Vậy thì một lần nữa chúng ta nhìn thấy cấu trúc I'll be seeing là tương lai tiếp diễn đúng không nào? Will cộng be cộng verb ấy. Và sau đó là I'll tell her. Vậy thì một lần nữa mình gặp cái cấu trúc will cộng với verb tức là tương lai đơn. Tương lai đơn để thể hiện một cái hành động mà người ta vừa mới quyết định ngay tại thời điểm nói cho một cái hành động trong tương lai đúng không? Tức là ví dụ mình đang đang ngồi nói chuyện với nhau xong mình nói là I'll tell her at this lunch
chẳng hạn, đúng không? I'll tell her at lunch, or I'll tell her this lunch. Vậy thì mình muốn nói là cái hành động mà tôi sẽ nói với cái cô Sarah này thì đang được quyết định tại chính cái thời điểm nói và nó sẽ xảy ra trong tương lai gần. Thanks, và Janet nói là cảm ơn. Và cái ông Phil này ông lại hỏi tiếp này, are you giving a talk? Một lần nữa mình gặp cái cấu trúc hiện tại tiếp diễn, đúng không? Nhưng mà lại không phải là chỉ một hành động hiện tại mà lại chỉ một hành động ở tương lai. Are you giving a talk at the conference? Đúng không? Có phải là bạn sẽ phát biểu ở cái buổi hội thảo không, buổi hội nghị không? Vậy thì are you giving chính là thì hiện tại tiếp diễn để chỉ một cái hành động mà chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai gần, đúng không? Nó sẽ là một cái fixed arrangement, đúng nào? Là một cái sự sắp đặt cố định mà hôm trước chúng ta đã cùng nhau học ở cái phần future number one. Nếu như bạn nào mà chưa chắc chắn lắm mà chúng ta quên rồi thì mình hãy quay trở lại cái phần nội dung grammar part B của future number one để chúng ta đọc lại một lần nữa nhé. Did that make sense? Perfect. So now let's listen and just try to analyze the remaining questions. Yes, the same one I gave last month on plant diversity and environmental changes. By the end of the year, I will have given the same talk at six conferences. Luckily, it's a different audience each time, but I'll soon be getting polite requests to do something different. The funny thing is, I still get nervous every time before I give it. Oh, come on, I don't believe that. No, it's true. I'll be feeling really nervous when I get to Rome. I won't be able to relax until I'm actually giving my talk. Don't you get nervous when you give talks at conferences? Not really. Although I always make sure I prepare well, I always practice in front of a mirror. I look a bit of an idiot, but no one can see, so I don't mind. I'm giving a talk in London next month, and by the time I give the talk, I'll have rehearsed it at least 10 times. Practicing like that makes me feel confident. You should try it. That's a good idea. But even practice doesn't seem to help me. Well, good luck. I'll be thinking of you in Rome. When are you leaving? Well, I was going to leave this morning, but they cancelled my flight, so I'm on the evening flight. Actually, I'd better get a move on, as the train to the airport leaves in 20 minutes. Ok, và đó là những gì chúng ta nghe được trong cái phần audio này, đúng không? Thì ta cùng nhau phân tích những cái thì tiếp theo nha. Bây giờ sẽ đi thật là nhanh thôi vì chúng đã gặp điểm mặt, đúng không? Tất cả những cái structure, những cấu trúc để thể hiện cái thì tương lai rồi. Bây giờ mình chỉ tóm lại để và sau đó là mình đến với cái phần chữa đáp án cho bài tập số 3 thôi. Còn lại là cái phần nội dung brief the grammar thì mình đã cùng nhau đến với part B nha. Vậy thì chúng ta có cái cấu trúc gì nhỉ? Yes, the same one I gave last month, đúng không? Nó vẫn là cái mà buổi hội thảo mà tôi đã, là một cái bài diễn thuyết mà tôi đã nói vào tháng trước on plant diversity, đúng không? Diversity là cái sự đa dạng này, và đa dạng thực vật, và environmental changes là cái sự biến đổi khí hậu, biến đổi môi trường, đúng không? By the end of the year, I will have given the same talk at six conferences. Và tới cuối năm nay, đúng không nào? Vậy thì rõ ràng, by the end of the year, một lần nữa chúng ta gặp cái cấu trúc này, by cộng với một cái mốc thời gian. Vậy thì nó thể hiện một cái hành động mà đã xảy ra trước cái mốc thời gian đó. Và bởi vì cái mốc thời gian này là tương lai, thì nên là mình đơn giản là mình sẽ chỉ ở tương lai hoàn thành, đúng không nào? Vì nó là một cái hành động chưa xảy ra. Thì tôi sẽ có tổng cộng là diễn thuyết 7 6 lần tất cả, đúng không? 6 cái buổi hội thảo cùng một cái bài nội dung phát biểu. Luckily it's different audience each time. Là cái điều may mắn là mỗi một lần thì giám khảo, đúng không nào? À, không phải giám khảo mà là những cái người thính giả, là những cái người khác nhau. I'll soon be getting polite requests to do something different. Đúng không? Cái điều may mắn là khán giả là những người khác nhau. Thế nhưng mà cái điều, đúng không? But, mọi thứ trước từ but đã đều trở nên vô nghĩa, đúng không? Tức là but là nhưng mà I soon be getting polite request to do something different. Tuy nhiên thì tôi chắc chắn là tôi sẽ có những cái yêu cầu, đúng không nào? Những cái yêu cầu lịch sự, polite request. Những cái yêu cầu lịch sự thì tức là tôi sẽ bị yêu cầu là làm cái gì đó khác đi, do something different, mặc dù là cùng một cái nội dung, mặc dù là cùng những cái buổi hội thảo đó, nhưng mà mặc dù là cùng là khác khách mời, đúng không? Không có giống khách mời, không có giống khán giả, nhưng mà
Mình cũng phải làm cái điều gì đó khác đi. And the funny things, đúng không? Và cái điều mà hài hước, cái điều thú vị là is I still get nervous every time before I give it. Là tôi vẫn cảm thấy rất là lo lắng mỗi khi mà trước khi mà tôi phát biểu, đúng không? Every time before I give it. Mỗi trước khi mà tôi phát biểu, vậy thì cứ lần nào mà tôi phát biểu trước đó tôi đều rất là lo lắng. Oh, come on, I don't believe that. Ôi thôi nào, đúng không? À, ta không tin đâu. Thì cái từ mà I don't believe that này, dùng một cấu trúc thay thế là I don't buy that. Thì nó sẽ xã giao hơn, xuồng xã hơn. Ôi thôi nào, ta không tin đâu, đừng xạo nữa, đúng không? No, it's true, thật đấy. I'll be feeling really nervous when I get to Rome, đúng không? Và tôi sẽ luôn luôn cảm thấy thực sự rất là lo lắng mỗi khi mà tôi đến Rome. I'll be feeling really nervous. Tức là gì? Là tôi sẽ cảm thấy rất lo lắng khi tôi đến Rome. Vậy một lần nữa chúng ta gặp một cấu trúc đó là gì nhỉ? Tương lai tiếp diễn, đúng không? Để thể hiện một cái hành động trong tương lai. Nhưng mà nó là tiếp diễn. I won't be able to relax. Và tôi sẽ không thể nào mà thư giãn until I'm actually giving my talk. Và tôi sẽ không thể nào mà thư giãn cho đến tận khi until I'm actually giving my talk, đến tận khi mà tôi thực sự là phát biểu. Vậy thì I won't thì ở đây nó chính là phủ định của will và nó chính là tương lai đơn. Và tôi không thể nào mà có thể thư giãn nổi cho đến tận khi mà tôi đã phát biểu. Don't you get nervous when you give talks at conferences? Và bạn có bao giờ cảm thấy lo lắng khi mà bạn kiểu phát biểu những cái buổi hội thảo không? Và feel nó là gì? Not really, đúng không? Và thực sự là không đâu. Although I always make sure, đúng không? Mặc dù là tôi lúc nào cũng đảm bảo rằng, đúng không? I prepare well. Vậy thì mặc dù là lúc nào tôi cũng đảm bảo rằng chắc chắn là tôi sẽ chuẩn bị một cách kỹ càng. I always practice in front of a mirror. Là tôi luôn luôn luyện tập đứng nào trước gương. Để người ta nhìn thấy. I practice in front of a mirror. Là tôi luôn luôn luyện tập đứng nói trước gương. Để giúp cho người ta bớt lo hơn. Just calm us down or meditators, right? I look a bit of an idiot. Có vẻ như là một tôi giống như kiểu là một thằng ngốc, một chú hề, đúng không? But no one can see, so I don't mind, đúng không? Nhưng mà chả có ai biết cả, chả có ai nhìn thấy tôi như thế cả. Nên là tôi chẳng thấy ngại, tôi cũng chẳng thấy phiền gì. I'm giving a talk in London next month. Và tôi cũng có một cái bài phát biểu ở London tháng tới. And by the time I give the talk, và cho tới khi mà tôi phát biểu, I'll have rehearsed it at least 10 times. Và cho tới cái lúc mà tôi đứng lên, tôi thực sự là phát biểu, đúng nào? Thì I'll rehearse it at least 10 times. Tức là tôi sẽ nhắc đi nhắc lại, nhẩm đi nhẩm lại, luyện đi luyện lại đến ít nhất là 10 lần, tức là đứng trước gương. Và cho đến cái thời điểm đấy, vậy một lần nữa chúng ta nhìn thấy cấu trúc là by the time, đúng nào? By the time thì by cộng với mốc thời gian trong tương lai đó là next month, đúng là tháng tới, thì rõ ràng là cái động từ chính trong cái vế câu đấy chắc chắn nó sẽ chia ở tương lai hoàn thành, đúng không? Nó sẽ không thể nào là tương lai tiếp diễn hay tương lai đơn được, bởi vì nó sẽ là chỉ một cái hành động làm sao nhỉ, nó xảy ra và hoàn thành trước, đúng không? Ok, practicing like that và luyện tập như thế makes me feel confident, so you should try it. Và cái việc luyện tập như thế thì khiến cho tôi cảm thấy rất là tự tin, và nên là bạn hãy nên thử làm theo tôi. That's a good idea, but even practice doesn't seem to help me. Đúng không? Nó thực sự là một cái ý tưởng rất là tốt, nhưng mà tôi nghĩ rằng, cá nhân tôi cho rằng là kể cả là tôi có luyện tập thì nó cũng không thực sự có thể giúp tôi. Và cái ông Phil này thì ông nói là gì? Well, good luck. Ông cũng chẳng đôi co làm gì, đúng không? Mệt rồi không có đôi co nữa. Chúc may mắn nhé. I'll be thinking of you. Và tôi sẽ suy nghĩ về bạn, tôi sẽ nhớ về bạn, đúng không? Khéo thế. I'll be thinking of you in Rome. Và tôi sẽ nghĩ về bạn, nhớ về bạn khi mà bạn ở Rome. Và bạn sẽ rời đi lúc nào? When are you leaving? Một lần nữa chúng ta nhìn thấy cái cấu trúc đó là hiện tại tiếp diễn để chỉ một cái hành động mà sắp sửa xảy ra rất là gần, và nó là một cái kế hoạch cụ thể, một kế hoạch mà cố định không thay đổi. Và while I was going to leave this morning, thực ra là tôi đã định là rời đi vào sáng nay. I was going to leave, tức là be going to verb thì bình thường nó sẽ mang cái tính chất là thể hiện hành động sẽ xảy ra, nhưng mà nó lại ở trong quá khứ rồi, thế nên là be chưa
worth going to live. Và tôi đã định giờ đi sáng nay. But they canceled my flight, Nhưng mà họ đã hủy cái chuyến bay của tôi. So I'm on the evening flight. Và vì thế nên là tôi sẽ bay vào chuyến buổi tối. Actually, I do better get a move on. Và thực ra là tôi nên rời đi bây giờ. As the train to the airport leaves in 20 minutes. Bởi vì là cái chuyến tàu đi tới máy bay thì nó sẽ rời đi trong vòng 20 phút nữa. Tức là bây giờ phải nhấc cái mông lên, đúng không? Chạy cong mông lên mà đi ra tàu đi. Không thì sẽ bị lỡ chuyến. Perfect. Và đó một bài dịch rất là dài đúng không nào? Thực ra là dịch thì nó rất là khó, nhưng mà chúng ta nó có thể mất thời gian và chúng ta hãy cố gắng đoán nét nghĩa của những cái từ mình không biết trước khi mình tra từ điển nhá. Bởi vì là như thế thì sẽ giúp mình sharpen our cognitive skill and sharpen our logical thinking. Nó giúp cho chúng ta tư duy một mạch lạc hơn, bởi vì không phải lúc nào đi thi mình cũng biết hết tất cả các từ đúng không? Mình cũng không nên expect cái điều đó, vì từ thì nó như kiểu là một cái ngân hàng ấy, mình có học bao nhiêu thì cũng không thể nào hết được. Đúng chưa nào? Nhưng mà đương nhiên là mình cũng không thể nói như thế để mình biện một cái cớ là từ nhiều lắm không học hết được đâu, để mình không học. Mình học càng nhiều thì càng tốt. The more you learn, the better you are. And the better you are, of course, the higher than you can achieve. Okay? Perfect. So now let's come back to question number 3 and 4. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi qua thật là nhanh. Trả lời cho những câu hỏi trong câu hỏi số 3 và câu hỏi số 4. Bây giờ thì để tiện cho mình dễ theo dõi thì chia tất cả em cái phần đáp án luôn nha. Chúng ta có thể dễ dàng nhìn vào đó. Number 2, Phil advises Janet to practice in front of the mirror. Đúng không? Phil thì đã khuyên Janet là gì? Là hãy luyện tập đứng nói trước gương. Thì cái chính là cái phần nội dung mà mình vừa mới đọc và mới dịch ở đây đúng không nào? Practice in front of the mirror. Number 3, chúng ta nhìn vào cái dạng câu hỏi này. Vậy thì mình biết được rằng đây là dạng gap filling. Mà đã là gap filling thì chúng ta gặp rất là nhiều rồi, đã quá quen rồi, đúng nào? Thứ nhất, đó là chúng ta bước một phải xác định xem là chỗ trống này cần mấy từ, đúng không? Mà chúng ta dễ dàng nhìn thấy là chỗ trống này, no more than three words, không quá ba từ, tức là gì? Maximum sẽ là ba chữ, đúng nào? Có thể hai, có thể một, có thể ba. Và bước thứ hai là gì nhỉ? Sau khi mình xác định word limit, thì mình sẽ phải tìm xem cái chỗ trống đó nó cần loại từ gì, và chắc chắn đây nó cần động từ đúng không, vì mình đang cần chia động từ mà. Và thứ ba nữa là mình đọc, mình dịch những cái từ xung quanh để mình xác định đâu là keywords và cái ngữ nghĩa của nó. Sounds great. Và bây giờ thì chúng ta nhìn vào số 1, Janet on the report all next week. Janet sẽ làm gì đó trong suốt tuần tới. Vậy thì chúng ta nhìn thấy đó là will be working on the report. Đây, mình có cái bằng chứng dẫn chứng ở đây. Will be working on the report all next week. Sẽ làm việc nào trên cái báo cáo đó cả tuần tới. Number 2, by the end of the year, Janet, the same talk at six conferences. Cho tới cuối năm, đúng là từ giờ tới cuối năm. Vậy cuối năm là cái mốc thời gian trong tương lai. Và trước cuối năm thì Janet sẽ hoàn thành được tất cả là 6 cái bài phát biểu, 6 cái buổi hội thảo khác nhau. Vậy thì số 2 sẽ là will have given. Thì tương lai hoàn thành, đúng không? Và mình có thể dễ dàng nhìn thấy ở đây. I will have given the same talk at six conferences. Perfect. Number 3, when she gets to Rome, và khi mà cô ấy đến Rome thì cô ấy sẽ rất là lo lắng cho cái bài phát biểu đó. Và cô ấy sẽ chỉ hết lo lắng cho tới khi kiểu cô đã phát biểu xong, đúng không? Vậy thì số 3 của mình sẽ là when she gets to Rome, Janet very nervous. Vậy thì số 3 sẽ là will be feeling very nervous, đúng không? Và sẽ cảm thấy rất là lo lắng. Vậy thì số 3 mình sẽ biết rằng will be feeling very nervous. Đây, mình dẫn chứng. I'll be feeling very, or I'll be feeling really nervous when I get to Rome. Tôi sẽ cảm thấy rất là lo lắng. Number 4, before he gives his talk in London, trước khi mà Phil á, có một cái bài phát biểu ở London ở next month là tháng tới đúng không? Phil it at least 10 times. Thì Phil sẽ làm gì đó ít nhất 10 lần. Chúng ta nhìn lại vào cái phần script ở đây. By the time I give the talk, I'll have
rehearsed it at least 10 times. Well, I have rehearsed it at least 10 times. Vậy thì chúng ta nhìn lại will have rehearsed it là những kiểu nhắc đi nhắc lại, tập đi nhắc tập lại đúng không nào, ít nhất 10 lần. Vậy thì chúng ta nhìn thấy đó là before he gives his talk, trước khi, vậy thì cái hành động nó phải hoàn thành trước rồi đúng không nào, thì nó sẽ chia ở tương lai hoàn thành. Number 5, Janet is in a hurry because the train to the airport in 20 minutes. Janet thì bây giờ đang rất là vội vã đúng không nào, bởi vì cái chuyến tàu đi đến máy bay á, đi sân bay á, thì nó sẽ cất cánh, thì nó sẽ rời đi trong vòng 20 phút nữa. Vậy thì cuối cùng chúng ta nhìn thấy một cái cấu trúc cực kỳ đặc biệt, đó là gì nhỉ? Hiện tại đơn nhưng nó lại chỉ một cái hành động trong tương lai. Vậy thì nó áp dụng như thế nào, để lát nữa chúng ta cùng nhau xem cái phần grammar brief để mình có thể dễ hiểu hơn. Nhưng mà chị có thể gợi ý tất cả mọi người đó là nó sẽ chỉ cái gì mà thuộc cái giờ lịch trình tàu xe, đúng là những kế hoạch cố định, và nó sẽ có cái thời gian biểu rõ ràng rồi, nên nó sẽ không chỉ ở tương lai mà nó chỉ ở hiện tại đơn. Great. So now let me give you about 3 seconds to pause the video, take notes, think about these structures, and also try to write out some kind of a new words that you don't know before we move on to the last question, question number 4. Sounds good. Are you ready? Question number 4. Look at the sentences used in exercise 3 and answer this question. Which sentences talk about the events that will be over before a time in the future? Những cái câu văn nào dưới đây thì sẽ nói, đúng không nào? Những câu văn bên trên là số 1 đến số 5 thì nói một cái sự kiện mà it will be over before a time in the future, tức là nó sẽ kết thúc trước một cái khoảng thời gian, một cái mốc thời gian nào đó trong tương lai. Vậy thì những cái câu văn nói về những cái sự kiện ở bên trên á thì nó đứng trước, đúng không nào, một cái khoảng thời gian nào trong tương lai. Vậy thì chắc chắn chúng ta nhìn thấy đó là cái câu văn số mấy nhỉ? Số 2 đúng không? By the end of the year, tức là trước cuối năm, thì cái hành động ở đằng sau này nó sẽ hoàn thành trước cái mốc thời gian là cuối năm. Nên nó sẽ chia thì tương lai hoàn thành. Đúng nào? Và số 4, before he gives his talk in London, đúng không? Trước khi mà anh ấy có cái bài phát biểu này thì anh ấy sẽ luyện tập ít nhất 10 lần. Đúng không? Vậy thì đây là một cái hành động luyện tập sẽ xảy ra trước cái hành động mà anh ấy phát biểu. Number 2, which sentences talk about events or situations in progress at a particular time in the future? Để những câu văn nào thì nói về những cái sự kiện hoặc những cái tình huống mà đang sẽ xảy ra, đúng không nào? Sẽ đang xảy ra ở một cái mốc thời gian cụ thể trong tương lai. Vậy thì khi nào mà chúng ta chia tương lai tiếp diễn, hoặc khi nào chúng ta chia hiện tại tiếp diễn, hay chúng ta chia quá khứ tiếp diễn, thì chúng ta vẫn luôn phải nhớ trong đầu rằng đã là tiếp diễn thì nó phải có một cái mốc thời gian cụ thể trong tương lai, đúng chưa nào, hoặc là trong quá khứ, trong hiện tại, nhưng nó là phải là một cái mốc thời gian cụ thể. Ví dụ như nói mình nói là gì, I was studying at 7 p.m. last night, tôi đã đang học vào lúc 7 giờ tối qua, đúng không? Or I will be studying at around 7 p.m. tomorrow, là tôi sẽ học lúc 7 giờ, tôi sẽ đang học nào, lúc 7 giờ sáng mai, 7 giờ tối mai, vân vân. Đó, vậy thì nó phải là at the particular time, đó là cái keywords để mà mình có thể phân biệt được tương lai hoàn thành hay tương lai tiếp diễn. Và cuối cùng, which sentence talks about a scheduled event, và cái câu văn nào thì nói về một cái sự kiện nó được sắp xếp một cách cụ thể, đúng không nào, lên lịch trình, lên kế hoạch, thì chính là câu văn số 5, đúng không, là nó chia ở hiện tại đơn. So far so good. Excellent. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau chuyển tới với cái nội dung tiếp theo, đó là part B, grammar. Excellent. Vậy để chúng ta thể dễ dàng nhìn thấy và theo dõi thì chị xin phép là được zoom out nào. À, chúng ta thể theo dõi một cách dễ hơn với cái phông chữ nó hơi nhỏ. So now let's have a look at part B, grammar. Vậy thì chúng ta sẽ có hai cái nội dung. Đầu tiên đó là present simple là hiện tại đơn, thứ hai là be about to là giống như kiểu be going to á.
và thứ ba là future continuous là tương lai tiếp diễn, và cuối cùng đó là future perfect simple, đúng không? Tức là tương lai hoàn thành đơn và tương lai hoàn thành tiếp diễn. Nó khá là nhiều nội dung phức tạp ở trong cái phần unit number 6, đúng không? Nhưng mà chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua thôi bởi vì là đã có mình rồi. Ok. Sounds good. Part 1, present simple. Đó là thì hiện tại đơn. Vậy thì khi nào chúng ta sử dụng hiện tại đơn cho những cái hành động trong tương lai? Thứ nhất đó là to talk about timetables or schedules, là nói về những cái lịch trình, những cái thời gian biểu đúng nào đã được lên kế hoạch, fixed arrangement, và thường là dành cho tàu xe hoặc là những cái cuộc hội thảo. The conference only lasts 3 days, đúng không? Nó chỉ kéo dài trong có 3 ngày thôi. Vậy cái hành động kéo dài đó rõ ràng là trong tương lai, nhưng mà nó đã được lên lịch trình, scheduled, đúng không? Timetables, ok? The train to the airport leaves in 20 minutes. Cái chuyến tàu đi tới sân bay thì nó sẽ bắt đầu khởi hành nào trong vòng 20 phút nữa. Vậy thì chúng ta nhìn thấy rằng là leaves mình mới phân tích ở bên trên đúng không? Là một cái hành động mà sẽ xảy ra trong tương lai gần. Tuy nhiên thì mình vẫn chỉ ở hiện tại đơn. Và cái cách sử dụng thứ hai khi mà mình muốn nói về một cái ngữ nghĩa trong tương lai nhưng mà mình vẫn có thể chỉ ở hiện tại đơn, đó là gì nhỉ? After conjunctions such as when, đúng nào, sau những cái giới từ, I'm sorry, những cái liên từ đúng không nào, ví dụ như là when là khi này, as soon as là ngay khi, after là sau khi, before trước khi, until là cho đến tận khi, và as long as chỉ khi, đúng không? Thì mình sẽ sử dụng thì hiện tại đơn để chỉ một hành động trong tương lai. I'll be feeling really nervous when I get to Rome. Tôi sẽ cảm thấy rất là lo lắng đúng không? Thì sau khi những cái liên từ như bên trên thì mình sẽ sử dụng có thể một là tương lai tiếp diễn, hai là hiện tại đơn đúng nào? Thì mình sẽ cảm thấy rất là lo lắng khi mà mình đến Rome. Vậy thì chúng ta muốn nói là gì? Bất cứ một cái hành động nào, kể cả là nó ở trong tương lai, nhưng một khi mà nó đứng ở cái mệnh đề á mà có chứa những cái liên từ như là when này, as soon as, after, before, until, or as long as thì nó sẽ luôn luôn chia ở hiện tại đơn, đúng không? Chúng ta nhìn thấy ở đây đó là I get to Rome hoặc before we have the departmental meeting, đúng không? Đấy, chúng ta để ý rằng đằng sau những cái vế câu như thế này nó sẽ chia ở hiện tại đơn, ok? Mặc dù nó thể hiện cái hành động trong tương lai. Bởi vì sao? Bởi vì cái vế mà nó không chứa những cái liên từ này thì nó sẽ chia ở hiện tại đơn, phải tương lai đơn, phải tương lai tiếp diễn, phải tương lai hoàn thành, mình không biết được, đúng không? Chúng mình hay nói là gì? Can you do it before we have the departmental meeting? Vậy thì chúng ta thấy before là một cái conjunction, một cái liên từ chỉ thời gian, đúng không? Vậy thì cái động từ ở trong cái vế câu có chứa liên từ before này, mình nhắc lại một lần nữa nhé, động từ ở trong vế câu có chứa liên từ before này nó sẽ luôn luôn chỉ ở hiện tại đơn. Ví dụ chúng ta đã gặp một cấu trúc nữa đúng không nào, đây mình có thể dễ dàng nhìn thấy when she gets to Rome or before he gives his talk in London, đúng không? Mặc dù chúng ta nhìn thấy là ở đằng sau cái này á, thì vế đằng sau này chỉ ở tương lai đơn, tương lai hoàn thành đấy. Nhưng mà cái vế mà có chứa cái liên từ before á, đúng không nào? Thì nó vẫn chỉ ở hiện tại đơn, đúng nào? Hay là mình có thể nói về by the end of the year như thế này, đúng không? Thì đằng sau này chia tương lai hoàn thành. Nhưng mà một khi chúng ta cứ nhìn thấy những cái liên từ chỉ thời gian như thế này, thì chắc chắn là cái vế câu mà có chứa cái liên từ này nó sẽ chia ở hiện tại đơn. Để tuyệt đối mình sẽ không bao giờ sử dụng là when I will get to Rome hoặc là before we will have the meeting, đúng không? Thì nó đều sai. Mình sẽ chỉ sử dụng là when I get to Rome or before we have the meeting. Cái nội dung này rất dễ bị nhầm, thế nên là mặc dù nó hơi chán, mình xin lỗi, và cũng có thể là bởi vì nó hơi kiểu khó chịu khi mà mình cứ phải nhập lặp đi lặp lại nhiều lần mà chúng ta nghe một cái thông tin mà nó có bị lặp đi lặp lại ấy. Nhưng mà hy vọng rằng là nó sẽ make sense và dễ theo dõi hơn cho tất cả mọi người, như là những bạn nào mà mới ở level bắt đầu. Ok, note that
Vậy thì chúng ta nhìn thấy rằng cái lưu ý ở đây là gì? Are the present tense is also possible, đúng không? Những cái thì hiện tại khác thì nó cũng có thể, đúng nào? Ví dụ như là hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành, nó cũng có thể được dùng, nhưng mà chắc chắn 100% là nó sẽ luôn luôn chia ở hiện tại. Có thể hiện tại đơn, thường là hiện tại đơn sẽ dễ sử dụng nhất và dễ gặp nhất, hay gặp nhất. I want to be able to relax until I'm actually giving my talk. Đó. Vậy thì một vài những cái thì hiện tại khác cũng có thể sử dụng ở đằng sau cái vế câu mà có chứa từ until, đúng nào, chứa những cái liên từ chỉ thời gian. So far so good. Perfect. Và bây giờ chúng ta cùng nhau chuyển tới cái thì, cái cấu trúc thứ hai, đó là be about to, tức là dự định hoặc là sẽ hoặc là sắp sửa làm gì đó, đúng không? Vậy thì be about to nó giống như là cái cấu trúc be going to, chỉ là cái cách sử dụng nó thể hơi khác một chút, nhưng mà nó vẫn sẽ, về cơ bản nó vẫn sẽ có ba thể để khẳng định. Thì mình sẽ chia cái từ be này, đúng không nào, ở hiện tại am, is, are, hoặc quá khứ was, were, đúng nào, sau đó cộng với about to, sau đó là cộng với verb. Vậy thì mình sẽ có cấu trúc I'm about to go to Rome. Tôi dự định, tôi chuẩn bị sẽ đến Rome, đúng nào? Thì I'm about to là giống như kiểu là verb ing á, thay vì mình nói là I'm going to Rome, là hoặc là mình thường hay nói là I'm going to Rome, tức là một cái hành động xảy ra rất 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 là gần rồi, không thể nào gần hơn nữa trong tương lai gần, đúng không? Thì mình sẽ muốn nói tắt đi, mình nói là I'm about to go to Rome, or I'm going to Rome. Thứ hai, thể phủ định thì nó sẽ khác một chút, là nó chỉ thêm mỗi cái phủ định, đó là not. Am, is, are chia cho cái từ be này, sau đó cộng với not, cộng với about, cộng với verb. I'm not about to go to Rome. Oh, tôi sẽ không dự định, đúng không? Tôi sẽ không tới Rome đâu. Và cấu trúc cuối cùng, am, is, are, sau đó là cộng với verb, thì nó sẽ có là gì? Am, is, are thì là gì nhỉ? Đảo lên nữa nào, vẫn là trợ động từ, đảo lên đầu câu và sau đó đến chủ ngữ và sau đó đến verb. Are you about to go to Rome? Đúng không? Vậy thì chúng ta biết rằng chủ ngữ là as, là chủ ngữ, và sau đó là người ta đảo cái trợ động từ are lên đầu câu, thì thể hiện một cái cấu trúc đó là nghi vấn. Ok, vậy thì mình sẽ sử dụng be about to để làm gì? To talk about something likely to happen in the immediate future. Now, để mà nói một cái gì đó mà sắp sửa có thể xảy ra trong một cái tương lai cực kỳ gần. Now, extremely near future. Nó là immediate future, tức là trong một cái tương lai mà ngay tức thì. I'm about to go to Rome for a conference, meaning that I will be leaving very soon, đúng không? Là tôi sẽ tới Rome cho một cái buổi hội thảo, nghĩa là tôi sẽ rời đi rất là sớm thôi. Vậy thì chúng ta nhìn thấy trong cái context listening ở đây thì chúng ta thấy rằng là cô ấy sẽ đi chuyến tàu, nó chỉ cất, nó sẽ bắt đầu lăn bánh trong khoảng 20 phút nữa mà vẫn còn đứng buôn được, đúng không? Vậy chứng tỏ là cái hành động đi này nó cũng cực kỳ gần rồi. Và chúng ta có một cái note, một cái lưu ý nho nhỏ ở đây, đó là gì nhỉ? The negative form suggests là cái thể nghi vấn á, I'm sorry, thể phủ định á, thì nó muốn đề cập rằng là the speaker has no intention of doing something. Tức là muốn nói rằng, mang một cái nét nghĩa rằng là người nói không có bất cứ một dự định nào làm gì hết, đúng không? The negative form suggests the speaker has no intention of doing something. Thể phủ định nói rằng là người nói không có bất cứ một cái dự định, đúng không? Một cái kế hoạch nào làm gì cả. I'm not about to cancel my trip. Tôi sẽ không nghỉ cái chuyến đi của mình đâu. Vậy tôi sẽ không nghỉ đâu. Tức là gì? Tức là chẳng có kế hoạch nào như thế cả, đúng không? I have no intention of canceling my trip. Tôi không có bất cứ một cái dự định nào là sẽ hủy cái chuyến đi của mình. I'm not about to cancel my trip, or I have no intention of canceling my trip. So far, so good. Did that make sense? Incredible, awesome, good job everyone. Mình biết rằng đây là một cái video khá là dài, nhưng mà hy vọng rằng chúng ta hãy kiên trì tới giây phút cuối cùng nha. Number three, future continuous, tương lai tiếp diễn. Vậy thì tương lai tiếp diễn nó cũng sẽ có ba thể. Thể thứ nhất, nó giống như kiểu hiện tại tiếp diễn, quá khứ tiếp diễn chúng ta học rồi, nên là mình sẽ đi qua rất là nhanh thôi. Thứ nhất, đó là
khẳng định nó sẽ là will cộng với be cộng với verb in, đúng không nào? Quá lạc quan. I'll be feeling nervous or I will be feeling nervous. Thứ hai đó là phủ định thì chúng ta thêm mỗi cái từ not, hoặc là mình có thể viết tắt thành won't, will not or won't. Sau đó vẫn cộng với be, cộng với verb và thêm đuôi ing vào. Mình hay gọi tắt là verb ing đó, đúng không? She won't be feeling nervous. Cô ấy sẽ không bao giờ cảm thấy lo lắng đâu. She won't be feeling nervous. Number three, chúng ta có thể nghi vấn thì đơn giản là mình đảo cái chọn động từ will lên đầu câu, sau đó đến chủ ngữ, sau đó là đến be cộng với lại verb ing. Quen thuộc rồi đúng không nào? Will you be feeling nervous? À, bạn sẽ cảm thấy lo lắng không? Bạn có cảm thấy kiểu hồi hộp không? Đúng không? Là đến will. Sau đó là đến chủ ngữ là you và sau đó là be verb ấy. Vậy thì khi nào chúng ta sử dụng cái thì tương lai tiếp diễn, đúng không nào? Sở dĩ chị thích là một cái con người theo trường phái hoa lá hẹ nên là mình rất là thích sử dụng cái PowerPoint slide để mình có nhiều sự lựa chọn về màu sắc hơn. We use the future continuous. Thứ nhất là để describe or predict events or situations, tức là để miêu tả hoặc là dự đoán những cái sự kiện hoặc những cái tình huống mà nó sẽ tiếp tục xảy ra ở tại một cái thời điểm cụ thể trong tương lai, hoặc là xuyên suốt một cái period of time, là một cái period, là một cái quãng thời gian trong tương lai, đúng không nào? Để miêu tả hoặc là để dự đoán những cái sự kiện hoặc những cái tình huống sẽ tiếp tục xảy ra ở tại một cái thời điểm trong tương lai, hoặc ở tại một cái quãng thời gian, một cái khoảng thời gian trong tương lai. I'll be working on a report all next week. Vậy thì nó nhìn thấy là all next week là gì? Là trong suốt tuần tới, đúng không? All next week. Oops, I'm sorry. How down am I? Ok, vậy thì all next week là mình có thể dự đoán được đây chính là một cái khoảng thời gian trong tương lai, a period of time in the future. Và thứ hai nữa là một cái sự kiện hoặc một cái hành động, một cái tình huống gì đó mà nó tiếp diễn xảy ra, đúng không? I'll be working. Và đây sẽ giống như kiểu mình nhìn vào cái timeline này nhé. Đây là now, đúng không? Đây là hiện tại này. Sau đó là trong suốt cái tuần tới, đúng không nào? Thì nó là tương lai và nó là a period of time, và người ta sẽ làm trong suốt, xuyên suốt cái tuần đó, người ta không ngừng, không nghỉ và chỉ có làm thôi. Vậy thì I'll be working on the report. Hoặc chúng ta có một cái ví dụ thứ hai. I'll be thinking of you in Rome. Nó sẽ nghĩ về bạn, nó sẽ nhớ về bạn khi mà cái trong cái khoảng thời gian bạn ở Rome. Và thì in Rome nó chính là a particular point in the future, một cái khoảng thời gian cụ thể trong quá khứ, là cái người này thì sẽ luôn nhớ nhung tư tưởng, đúng không? Will be thinking of you. Thả thính cực mạnh, đúng không nào? Bạn nào mà muốn thả thính thì nhanh chóng học về cấu trúc này nha. By the year 2015, it is estimated that well over 1 billion of people will be learning English. Vậy thì cho tới cái năm 2015, đúng không nào? Thì nó được dự đoán rằng là hơn 1 tỷ người sẽ vẫn đang học tiếng Anh. Vậy thì chúng ta biết rằng là có thể cái cuốn sách này được viết trước năm 2015 rồi, nên là bây giờ nó đã quá khứ rồi. Nhưng mà chúng ta hãy assume là mình đang ở now, mình đang ở thời điểm hiện tại này này, là trước năm 2015 nha. Thì nó dự đoán là gì? Nó được ước tính, nó được dự đoán rằng hơn 1 tỷ người sẽ đang học tiếng Anh, đúng không? Thì tại sao mình không chỉ ở will have learned English? Thì chúng ta nếu như bạn nào thắc mắc là tại sao không phải là will have learned English? Vì rõ ràng là chị nói với tất cả mọi người là by the year là một cái mốc thời gian cụ thể trong tương lai. Nó lại còn cộng với by ấy, thì chắc chắn là nó phải chia là gì? Chia ở tương lai hoàn thành, đúng không? Thế nhưng mà thực ra chúng ta nhớ lại đó là gì? Tương lai hoàn thành nó giống như kiểu là hiện tại hoàn thành, quá khứ hoàn thành, và tương lai tiếp diễn thì nó giống như hiện tại tiếp diễn, hoặc là mình nói đơn giản nôm na là hiện tại hoàn thành tiếp diễn, đúng không nào? Nhưng mà trong tiếng Anh thì nó ít khi sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, mà người đã sử dụng thì hiện tại I'm sorry, tương lai hoàn thành tiếp diễn, mà người đã thường đã sử dụng tương lai tiếp diễn thôi, thì nó đơn giản thôi, chứ lại còn tương lai, lại còn hoàn thành, lại còn tiếp diễn nó thì nó quá là nhiều. Vì thế nên là những cái hành động mà mình muốn nhấn mạnh vào hành động á, đúng không? Mình không muốn nhấn mạnh vào cái số lần, mình không muốn nhấn mạnh vào kết quả, mình muốn nhấn mạnh vào hành động, thì mình đã chia ở tiếp diễn. Hopefully it kind of makes sense to you. Of course, I know it's very confused, but hopefully it still help you to clarify a little bit.
Perfect. Và đó là cách sử dụng thứ nhất. Cái cách sử dụng thứ hai của mình đó là to talk about events that are planned or already decided. Là những cái kế hoạch, những cái sự kiện mà đã được sắp xếp, được lên lịch mà nó đã được quyết định rồi, đúng là already decided. Và cái này thì nó được sử dụng giống như là present continuous, là gì nhỉ? Hiện tại tiếp diễn cho những cái sự sắp đặt trong tương lai mà nó đã cố định, future fixed arrangements. For example, I'll be seeing Sarah at lunch, đúng không? Mà tôi sẽ gặp Sarah vào trưa nay, thì nó giống như kiểu là I'm seeing Sarah at lunch, đúng không? Thì nó cũng là giống như kiểu là một cái hành động nó sẽ xảy ra trong tương lai gần và nó đã cố định, nó đã được lên kế hoạch từ trước. So far so good. Thì là mình cho tất cả mọi người khoảng 3 giây chúng ta pause video tại đây. Chúng ta take notes và cố gắng là có câu hỏi gì thì hãy comment ngay xuống dưới cho mình. Đừng có ngại ngần và cũng đừng có trì hoãn việc hỏi nha. 3, 2, 1. Are you ready? Let's move on. Chúng ta cùng nhau chuyển tới cái phần nội dung cuối cùng. Đó là phần 4 và phần 5. Là gì nhỉ? Future, present, simple. Là gì? Tương lai, hoàn thành, đơn. Và future present continuous, tương lai hoàn thành tiếp diễn. Thì nó vẫn có ba thể đơn giản thôi. Thứ nhất là thể khẳng định. Nó theo cái cấu trúc là will, cộng với have, cộng với phân từ hai. I'll have done it by then. Như nào? Will cộng have cộng phân từ hai. Nó giống như kiểu là hiện tại hoàn thành á, nhưng mà nó chỉ là ở trong tương lai thôi. Nên mình chỉ thêm cái từ will, I'll have it done by then. Thứ hai đó là will cộng với not, hoặc là mình viết tắt thành went cộng với have cộng với phân từ hai. Đây sẽ là thể nghi vấn, sorry, thể phủ định, chỉ khác mỗi cái từ not mà thôi. Và cuối cùng will cộng với chủ ngữ cộng với have cộng participle thì nó sẽ có một cái điều đặc biệt, đó là đảo will lên làm cho động từ đứng đầu câu, sau đó đến chủ ngữ và sau đó là đến động từ ở hiện tại hoàn thành, đến nào have cộng phân từ hai. Will you have it done by then? Bạn sẽ hoàn thành nó trước khoảng thời gian đó chứ, đúng không? Vậy chúng ta sử dụng cái thì hiện tại hoàn thành đơn để nói về a future event, một cái sự kiện trong tương lai mà nó sẽ hoàn thành, nó sẽ kết thúc trước một cái khoảng thời gian cụ thể trong tương lai. Nghe định nghĩa rất là quen, đúng không? Định nghĩa y hệt như đó. Hiện tại hoàn thành và quá khứ hoàn thành là nó sẽ kết thúc, will finish, nó sẽ kết thúc nhưng mà kết thúc trước một cái khoảng thời gian cụ thể trong tương lai. Và thường thì nó sẽ đi với những cái giới từ nào? Sorry, không phải giới từ mà là những cái liên từ chỉ thời gian nào. Thứ nhất là before, thứ hai là by cộng với fixed time, và thứ ba là in và the amount time. In cộng với lại một cái khoảng thời gian, không phải khoảng, một cái khối lượng thời gian. Đúng nào? By the end of the year, đúng không? Cho tới cuối năm nay, I will have given the same talk at six conferences. Cho tới cuối năm nay, vậy chúng ta nhìn thấy cái cấu trúc by cộng với cái khoảng thời gian cố định trong tương lai. I will have given the same talk at six conferences. Thì tôi đã sẽ hoàn thành được 6 cái bài phát biểu giống nhau ở 6 cái buổi hội thảo. Or, I'll, đúng không? I'll, or I will, I have finished. I'm sorry. Well, I have finished it by next Friday. Vậy thì I've have finished it. Thì chủ ngữ của chúng ta sẽ là I và động từ là chia ở tương lai hoàn thành đơn. Và mình có một cái dấu hiệu đó là gì? Vẫn là từ by và cộng với một cái mốc thời gian cụ thể trong tương lai. A specified time in the future. Cuối cùng, last example. In a week's time, I have written the report. Vậy thì nó giống như kiểu là cái thì hiện tại hoàn thành đơn mà mình dùng để thể hiện một cái khoảng thời gian, đúng không? Bao lâu thì mình hứa hẹn là mình sẽ làm xong nó. Và từ in thì cái giới từ in là một cái giới từ đặc biệt, nó sẽ thường để thể hiện những cái hành động á sẽ xảy ra trong tương lai. Ví dụ I will be there in 6 weeks. Tôi sẽ ở đó trong 6 tuần tới, đúng không? Thì ở đây mình muốn nói là gì? Trong vòng một tuần trời, trong vòng một tuần lễ thì tôi sẽ hoàn thành cái báo cáo đó. Bởi vì trong một tuần lễ
nhưng mà không phải là một tuần lễ trong quá khứ mà là một tuần lễ trong tương lai, nhưng nó chia ở cái từ in, đúng nào. Còn nếu như mình muốn nói là for a week, đúng không, for a week I have written the port, or I have written the port for a week, nó lại là hiện tại hoàn thành đơn chứ nó không phải tương lai hoàn thành đơn. Thì tương lai hoàn thành đơn thể hiện những cái hành động trong tương lai cơ, nên mình sẽ không chia. Đặc biệt lưu ý nhấn mạnh 100% cấp độ 1000, đó là không sử dụng since và for cho tương lai hoàn thành đơn, chỉ sử dụng in cho tương lai hoàn thành đơn để thể hiện cái quá trình bao lâu hoàn thành. In a week's time, I have written the report. Okay. Chúng ta sẽ luôn luôn phải có cái sự so sánh đối chiếu giữa các cái cấu trúc, các cái thì mình mới nhận ra được cái sự khác biệt và mình sẽ không bị mắc lỗi sai. Perfect. So now let's move on to the next part, future perfect continuous. Vậy thì chúng ta nhìn thấy đó là thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn thì nó rất là ít dùng thôi, nên là mình đã đi rất là nhanh nhé. Thứ nhất đó là thể khẳng định will have been cộng với verb ấy, thì nó giống như kiểu là hiện tại tiếp diễn, nhưng mà nó khác và có cái từ have been ở đây này, đúng không? Và sau đó là đến verb in. Còn tương lai hoàn thành, tương lai tiếp diễn thì đơn giản là will be verb in thôi. Còn vì nó là tương lai hoàn thành tiếp diễn thì nên là cái be đó nó bắt buộc be phải được chia thành have been, bắt buộc nhé. Will have been cộng với verb in. I'll have been studying here for 3 months. Tôi đã học ở đây, đúng không nào, được 3 tháng rồi. Tôi đã đang học ở đây được 3 tháng. Thứ hai đó là thể phủ định. Chúng ta có từ not hoặc mình viết tắt thành won't. Will not have been verbing or won't have been verbing. We won't have been studying here for long. Đó. Chúng tôi đã sẽ đứng nào không học ở đây trong một khoảng thời gian dài trong tương lai. Cuối cùng mình đảo will lên làm trợ động từ, đúng không? How long will you have been studying here? Đúng không? Bạn sẽ học ở đây, đã sẽ đang và sẽ học ở đây được bao lâu rồi? Ví dụ như là by 2025. How long have you been studying here by 2025? Vậy thì nó khác gì so với lại cái thì tương lai hoàn thành đơn? Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn nó để thể hiện hoặc nó muốn nhấn mạnh vào một cái hành động á mà nó mất bao lâu để xảy ra, và thứ hai nữa là nó vẫn tiếp tục tiếp diễn trước một cái khoảng thời gian trong tương lai. Và ở đây thì mình muốn nhấn mạnh một là cái chủ thể hành động và hai là nhấn mạnh vào cái khoảng thời gian mà nó kéo dài trong bao lâu. We use the future perfect continuous to show how long an activity or situation has been in progress before a specified time in the future. Đúng không? Tức là mình muốn nhấn mạnh vào bao lâu cái hành động đó nó diễn ra và nó vẫn tiếp tục xảy ra ở tại một cái mốc thời gian cụ thể trong tương lai. Ví dụ mình muốn nói là gì? By the end of the month. Đúng nào? Thì đây sẽ là một cái thời gian cụ thể trong tương lai. Đây là cái hành động, một cái hành thời gian cụ thể trong tương lai. By the end of the year. Đúng không nào? Future. Và I have been working here for 3 years. Thì tôi đã sẽ làm việc được ở đây trong 3 năm. Đúng nào? Tôi đã sẽ làm việc ở đây được 3 năm rồi. Vậy thì nếu như mà mình sử dụng cái cấu trúc là I will have worked here for 3 years thì tức là cái hành động đó nó đã kết thúc rồi. Nó đã kết thúc trước cái tháng này rồi, đúng không nào? By the end of the month nó kết thúc rồi. Nhưng mà nếu mình sử dụng tương lai hoàn thành tiếp diễn thì tức là cái hành động đó nó vẫn tiếp tục xảy ra và nó vẫn tiếp tục kéo dài trong tương lai, kể cả là sau cái mốc thời gian trong tương lai này. Đúng không nào? Thì được 3 năm, tức là cuối tháng này tôi đã làm việc ở đây được 3 năm rồi, đúng không? Vậy thì tới cuối tháng này tôi vẫn tiếp tục làm ở đây, sang tháng sau tôi vẫn tiếp tục làm ở đây và chắc chắn nó sẽ làm hơn 3 năm, đúng không? Thì mình sẽ chia ở tương lai hoàn thành tiếp diễn. So far so good. Excellent. Chúng ta cùng nhau đến với cái phần cuối cùng, đó là phần grammar extra, là cái phần thêm thắt vào, đúng không? The future in the past là tương lai trong quá khứ. Thì thực ra là cái gì mà chúng ta vừa mới học nãy giờ thôi, mình vừa mới gặp rồi, nhưng bây giờ mình cũng giải thích nó thôi. We use were or was going to, was were planning to, or was were about to. Vậy thì chúng ta nhìn thấy đó là be.
Going to be, planning to be, about to, và chiều quá khứ, đúng không? Thì sau đó cộng với verb nguyên hệ thì để nói một cái gì đó mà nó đã được lên kế hoạch nhưng mà nó đã không xảy ra, đúng không? Nó được lên kế hoạch trong quá khứ và nó dự định là sẽ làm trong tương lai gần tại cái thời điểm nó trong quá khứ đó nhưng mà nó thực sự là nó không xảy ra. Vậy thì mình sẽ chia, ví dụ như là I was going to leave this morning, đúng không? Vậy thì this morning là trong quá khứ rồi. Trong quá khứ thì tôi đã dự định là rời đi sáng nay nhưng mà cái chuyến bay nó đã bị hủy. But they canceled my flight. Vậy thì cái hành động lên kế hoạch nó đã xảy ra nhưng mà nó làm sao nhỉ? Nó không xảy ra, đúng không? Tức là cái hành động thực tế là nó không có xảy ra mặc dù người ta đã lên kế hoạch rồi. You're about to leave when my phone rang, or the phone rang. Và chúng tôi đã định rời đi khi mà cái chuông, cái điện thoại là kêu. Vậy thì chúng ta biết rằng là đã tính là rời đi rồi nhưng chỉ vì cái điện thoại nó kêu mà người ta làm sao? Người ta phải ở lại thêm một lúc nữa, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra được cái cách sử dụng ở đây khi mà mình nói về một cái thì trong tương lai. We were about to leave when the phone rang. Đúng không nào? Đấy, đó là future in the past, tức là tương lai trong quá khứ. Tại cái quá khứ đó thì nó là tương lai, đúng không? Nhưng mà tại thời điểm nói bây giờ, tại cái thời điểm hiện tại thì nó lại trở thành quá khứ, đều là hư vô, đều là dĩ vãng hết rồi, đúng không? Okay, so far so good. Excellent. Vậy thì chúng ta đã cùng nhau hoàn thành cái unit number 6, đúng không? Đó là future to với những cái cấu trúc. Thứ nhất, đó là be about to. Thứ hai đó là present simple, hiện tại đơn cho lịch trình tàu xe. Thứ ba là hiện tương lai tiếp diễn, will be verbing. Thứ tư đó là tương lai hoàn thành đơn. Và thứ năm là tương lai hoàn thành tiếp diễn. Và thứ sáu đó là quá khứ, tương lai trong quá khứ, đúng không nào? Vậy đó là những gì chúng ta học trong cái unit number 6 này. Và trong bài học tiếp theo thì mình sẽ cùng nhau đến với part C, đúng không? Đó là grammar exercises với bốn cái phần bài 1, 2, 3, 4. Và mình sẽ khép lại unit number 6 trong cái bài học tiếp theo nha. Thank you so much for watching. See you in the next video. Goodbye and have fun.